Thế tiếp tục cái đoạn for này. Đoạn for này. Đây là tôi chạy từ mấy đến bao nhiêu vòng? Bao nhiêu vòng lặp cho cái for này? 15 vòng, bắt đầu từ 5 cho đến 20, đúng không? Sau đó tôi lấy cái biến option ở trên tôi cộng bằng, đúng không? Cứ mỗi một lần tôi viết như vậy tôi cộng thêm một cái option nữa vào trong này, ngay dưới cái option này, đúng không? 15 lần, sau 15 lần này tôi có bao nhiêu cái thẻ option? 16. Cái gì đây? 16 chứ. Rồi, 16 cái tôi nhét vào trong cái HTML thì tôi có bao nhiêu thẻ option ở trong? Mười mấy? 16. Sao lúc nào cũng 15? Đây, 16 đây. Biết đếm không? Tôi nghe thành 15. Được chưa? Thế nhét nó vào đây thành 15 cái. Đây, reload này. Xong chưa? Sau đó sao? Tôi có câu lệnh là select chấm app event listener. App event listener là hôm trước hướng dẫn là làm gì? Thêm một cái sự kiện vào cho thẻ HTML, đúng không? Thì tôi thêm cái sự kiện gì? On gì? On chain. Khi mà nó chọn một cái giá trị mới thì sao? Thì tôi sẽ lấy cái giá trị của cái thẻ option này, của cái thẻ select kia lấy ra. Thử nhá. Đây từ console log. Console log ra cái ground side. Đây. Đúng là 8 không? 12. 20, đúng chưa? Thì tôi tiến hành tôi lấy ra cái giá trị của thẻ select. Xong rồi sao nữa? Nếu ground size bằng 0 thì tôi return false, tức là tôi không làm cái việc gì cả. Đây là hàm, đúng không? Tôi return false là tôi không làm cái gì cả. Sau đó sao? Nếu mà nó khác không rồi thì tôi gọi đến cái hàm, tôi gọi cái hàm draw, là cái hàm tôi viết ở dưới này, đúng không? Cái hàm này sẽ được thực thi. Đúng chưa? Rồi, trong hàm này thì có gì? Tôi có một cái biến là chest table bằng một cái string rỗng, chẳng có cái vẹo gì ở trong cả. Sau đó tôi lấy cái gì? Tôi xác định cái thẻ tbody ở trên màn hình. Rồi tôi tiến hành chạy một vòng for từ 0 cho đến ground size, nhỏ hơn ground size, đúng không? Và tôi tiến hành là chest table cộng một cái thẻ tr này. Vòng lặp đầu tiên thì sẽ sinh ra các thẻ tr nằm là hàng ngang, đúng không? Ví dụ tôi chọn 8 thì sẽ có 8 cái hàng ngang. Sau đó tôi chạy một vòng lặp nữa, cũng lại từ 0 nhỏ hơn ground size. Tức là tôi xây ra từng cái thẻ TD1 nằm ở trong cái TR, từng cái TR, đúng không? Tôi cộng chúng nó vào thôi. Là bây giờ sau đó tôi lấy cái tbody.innerHTML bằng chest table. Thì là tôi vẽ ra các cái thẻ. Xong chưa? Đúng không? Cái này có gì khó không? Đấy, đấy là đọc code đấy chứ là gì? Đấy. Chúng ta phải đọc code. Xong chưa? Gì nữa? Đã vẽ xong bàn cờ rồi, giờ sao? Chơi thôi, đúng không? Chơi thôi. Thì bây giờ tôi muốn là mỗi lần tôi kích vào một cái thẻ TD này, mỗi lần tôi kích vào thì nó sẽ đánh một cái chữ X hoặc chữ O, đúng không? Cho nó dễ hiểu. Thì cái sự kiện click vào cái thẻ TD hoặc TR, tích kích vào các thẻ TD, TD thì nó là sự kiện gì? On gì? On click viết vào đâu? Vào đâu? Trong thẻ TD, đúng không? Thì TD tôi viết đâu? Có phải đây không? Đây đúng thẻ TD không? Viết vào on click. On click bằng function lấy, đóng mở ngoặc như này. Thế thôi. Rồi tôi viết một cái hàm function lấy, đóng mở ngoặc đấy. Và tôi truyền thêm cái this vào đây nữa. This là nó truyền cái thẻ mà được kích vào. Bây giờ các bạn xem từ console log này. Đây tôi nhận là e element console.log ra cái e. Coi này. Này thì chơi này. 10. Bây giờ xem nha, kích vào đây nhá. Kích vào thấy ra thẻ chưa? Bây giờ hover xem nó ra cái thẻ đúng cái thẻ tôi vừa kích không?
đây nữa, kích vào đây, nó là thẻ nào? Đúng không? Nhưng mà thằng trên nó vẫn là thằng bên kia. Được chưa? Kích vào thẻ nào thì chúng ta sẽ lấy được chính cái thẻ ấy. Đúng không? Đã hiểu từ zip chưa? Zip là chính nó. Được chưa nhỉ? Zip là chính nó, chính cái thẻ được nhận cái sự tương tác. Xong, vào trong cái hàm này tôi nhận cái E. Cái E này là cái tham số truyền từ cái zip này vào, xong chưa? Bây giờ tôi muốn viết chữ X ở trong ở phía trong của thẻ TD, tôi làm nào? Làm dùng cái chấm cái gì để viết chữ vào trong? Chấm inner text bằng, ví dụ tôi viết chữ X vào đây chẳng hạn. Được chưa? Xem nhá. Chữ X, ôi giời. X inner đây là e chấm inner text. Xin lỗi các bạn. Kích. Đúng chưa? Làm đi. Chờ đợi gì nữa? Có được chữ X, chữ Y ra chưa? À chữ X, mới chữ X thôi. Giờ đến chữ O nhá. Được chưa? Giờ đến chữ O này. Ở phía trên này chúng ta tạo ra một cái biến va là tên, tôi đặt là tên bằng tên X đi. Được chưa? Va tên bằng X này. Xong chưa? Va tên bằng X viết vào cho tôi. Đây là các cái tên của chúng ta sẽ là X và O đúng không? XO. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là E.innerText bằng gì? Bằng tên. Sau đó tôi sẽ tiến hành là tên nó sẽ bằng, nếu mà tên hiện tại đang bằng X thì tên sẽ bằng O, viết như này đúng không? Còn nếu không thì tên sẽ bằng X. Đây là xong.
Xong nhá. Test xem có x và o không. Đấy. X này, o này, x này, o này, x này, o này. Đúng không? Bây giờ việc của chúng ta phải làm cho nó căn giữa và cho nó có tí màu tí. Đúng chưa? Cho nó có tí màu tí cho nhìn cho nó tử tế. Đây lại style này thì td tôi có cái gì? Làm sao để viết chữ căn giữa? Cái gì? Tới align center. Xong. Rồi, bây giờ làm sao để cho chữ nó có màu chữ nó có màu? Ví dụ tôi cứ x thì là cái thẻ TD của tôi sẽ có màu, sẽ set cho nó cái style là có màu là màu đỏ, còn O thì là màu xanh. Làm nào? Có gì nữa? Tôi sẽ có cái và color, color bằng, nếu mà tên, đưa cái này lên trên, xin lỗi, nếu mà tên bằng với x thì cái màu này sẽ chuyển sang thành màu đỏ, còn nếu không thì sẽ là màu xanh. Như này đi. Xong rồi sau đó tôi thực hiện xong rồi tôi sẽ có e chấm. Làm sao để set màu cho một thẻ nào? E chấm gì? Color cái đầu. Style chấm color bằng color, bằng cái biến color gì nữa. Đây là thuộc tính color này của cái style này, còn đây là cái màu color ở phía trên này. Thử cái x o x o x o, đánh cờ được chưa? Gì đấy, ít ra là đánh được con này, còn thắng hay thua tính sau. Đây là viết chữ. Tôi comment vào đây. Được chưa? Lỗi gì? Lỗi dòng bao nhiêu? Hả? Chuyên hạn nha. Được chưa nhỉ? Nhưng mà vẫn còn lỗi. Chúng ta vẫn còn lỗi đấy. Đây lỗi đây này. Kích vào đây một cái x đúng không? Kích thêm cái nữa sang ô rồi. Có thấy ngớ ngẩn không? Bây giờ sao? Làm sao để sửa cái ngớ ngẩn này? Ví dụ nếu mà cái thẻ của tôi nó đã có chữ ở trong rồi tôi không đánh nữa. Nếu mà có chữ rồi thì tôi không đánh nữa. Làm sao để lấy chữ của một thẻ tên một thẻ? Chúng ta có cái gì để dùng cái gì để xét chữ cho một thẻ? Chấm cái gì?
chấm cái gì để xét chữ cho thẻ nào? Ở bạn gái ngồi cuối cùng nó quên tên rồi. Hoàng Anh hay nào ấy? Không nhớ. Lan Anh. Dùng cái chấm cái gì để xác định chữ cho một thẻ? Để gắn chữ cho một thẻ. Inatex. Thế nếu lấy chữ ra khỏi thẻ, kiểm tra xem cái thẻ nó đang có cái chữ gì thì dùng gì? Đấy là cái thằng Huy nhắc vớ vẩn. Làm nào để biết là trong thẻ đấy đang có chữ gì? Cũng dùng Inatex luôn chứ dùng gì? Đây này. Tạm thời comment này vào nhá. Đây, comment vào này, bạn coi này. console.log e.inertech. Vào trong cái thẻ TD tôi viết tạm thời một cái chữ gì đấy. Tất cả các thẻ. Rồi bạn coi này. Tất cả đều có chữ X đúng không? Bây giờ tôi kích vào, nó ra cái gì đấy? Có phải là ra chữ viết ở trong không? Xong chưa? Thế vậy bây giờ mình có gì? Làm sao để kiểm tra là nếu cái thẻ đấy đã có chữ rồi thì không cho đánh vào nữa. Dùng cái gì? If e.inertech là chữ ở trong đấy. Sao nữa? Hoặc cái gì vậy? Hoặc cái gì hả Tiến? Gì nữa nào? So sánh với cái gì? So sánh với rỗng. Tức là bằng rỗng hay khác rỗng? Khác rỗng. Khác string rỗng thì mới tiến hành cái mớ này. Bê lên. Ăn comment, tap vào trong. Thử cái nhá. Tôi bỏ cái chữ x này đi ạ. Ủa? Không được rồi. Không được rồi. Thế là bằng hay là khác? Khác giống là nó có ký tự chưa? Khác giống. Thế tại sao lại là if khác giống? If phải bằng giống thì chúng ta mới viết chữ vào. Được chưa? Xong đi nhỉ?
Tiếp tục là gì nữa nào? Bây giờ chơi được cờ rồi. Chơi được cờ rồi. Giờ làm sao để biết là nó thắng đúng không? Giờ làm sao để biết nó thắng? Như chúng ta chơi cờ caro thì bao như nào là thắng? 5 cái liền nhau là thắng. Cứ cho là tạm thời, cứ cho luật là cứ 5 thằng liền nhau thì thắng đi. 5 màu liền nhau thì thắng. 5 thằng liền nhau là x thì thắng. Theo hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo, trái, chéo phải. Đúng không? Không chơi tôi thắng được kiểu hình tròn. Đúng không? Thế rồi, giờ làm nào để biết được cái theo một hàng ngang. Nào, tập trung vào đây. Làm sao để biết được theo một hàng ngang? Hàng ngang nhá, để ý này, chúng ta làm hàng ngang trước. Trong một hàng ngang có bao nhiêu thẻ TD có cái chữ X ở trong? Có biết được không? Biết rồi. Cái việc đầu tiên là khi chúng ta đánh vào, đánh một cái con cờ nào xuống, chúng ta phải xác định được xem là cái hàng ngang của nó là những gồm những cái thẻ nào, đúng không? Đúng nhá. Chúng ta phải biết được cái việc đấy đã. Biết bằng cách nào? Cách dễ nhất đó là chúng ta nhét cho mỗi một cái thẻ TD một cái tọa độ theo trục X, Y. Ví dụ đây gốc tọa độ là cái thằng này là thẻ 00 này. Đây là thẻ mấy? Trục hàng ngang này là trục gì? Trục X. Trục hàng dọc là trục Y đúng không? Rồi, đây là bao nhiêu? 10, 20, 30 đúng không? Đây là mấy? 01. Ờ đúng rồi, xong. Bây giờ chúng ta phải xét cho nó x, y đúng không? Tôi muốn ví dụ như thằng cái thẻ này, cái thẻ TD này của tôi, tôi sẽ edit nó. Thẻ này sẽ có tọa độ x bằng 0 và y bằng 0. Này có được không? Được không? Rồi các thẻ khác tôi cũng có tọa độ x, tọa độ y. Đúng không? Rồi, xong. Tức là xét tọa độ cho nó ở đây đúng không? Rồi. Thế x bằng gì? Tọa độ x bằng cái giá trị của cái gì? Các bạn xem để ý, cái thẻ TD là nó vẽ chúng ta các cái hàng ngang. Đúng không? Các cái hàng ngang nằm ở trong TR, xin lỗi các bạn, cái thẻ TR nằm ngoài. Thẻ TR đầu tiên chúng ta vẽ nó xác định cho chúng ta những cái hàng. Thì nó sẽ xác định được những cái gì? Ý. Ờ. Hàng. Thì có phải là xác định được tọa độ Y không? Rồi, trong một TD sẽ có cùng một tọa độ Y. Thì chúng ta sẽ có cái tọa độ Y dài. Nó sẽ bằng với cái chữ Y ngắn này đúng không? Được chưa? Thử cái nhá. Tôi tạm thời comment cái X này vào. Rồi bây giờ chúng ta coi. Có phải là y bằng 0? Ồ, tôi chưa đóng ngoặc. Đây làm lại, xin lỗi các bạn. Tôi thiếu cái ngoặc. Table này. Có phải y đều bằng 1 đây không? Hàng số 1 mà, y đều bằng 1 cả. Tiếp theo hàng số 2. Có phải y đều bằng 2 hết không? Đúng chưa? Rồi, thì TD nó sẽ xác định cho chúng ta cái gì? Cột là trục tọa độ của X. Thì tôi sẽ có là X bằng Y Z, X bằng Z. Rồi chúng ta xem có đúng không nhá. Table này. Đúng là 0, 0 không? 10, 20, 30, 40, 50, không biết là bao nhiêu. Lằng ngoằng, đúng không? Chính xác chưa? Ở dưới này. Cái gì đấy? Không cần thiết phải hâm mộ tôi đến thế đâu. 08 này, 18, 28, 38, 48, 58, đúng chưa? Rồi, thế thì vẽ vào. Chúng ta sẽ dựa vào cái tọa độ này để xác định hàng, xác định cột, xác định đường chéo.
Được chưa? Rồi bây giờ làm sao để xác định được một hàng ngang nhỉ? Tôi sẽ có một cái hàm là va, cái này là check win. Nó sẽ bằng một cái hàm là check winner. Tôi truyền cái e vào đây. Tôi truyền luôn cái e vào đây. Thì tôi sẽ có một cái hàm là check winner ở dưới function. Check winner. Ở dưới này tôi nhận một cái biến là e luôn. E nó chính là cái thẻ đấy. Chính là cái thẻ vừa được kích vào á. Được chưa? Bây giờ tôi lấy ra cái tọa độ. Đầu tiên tôi phải lấy ra va xdim là tọa độ x. Và va ydim là tọa độ y. Giờ làm sao để lấy ra được một giá trị của thuộc tính của cái thẻ đang được set. Ví dụ lấy ra giá trị của tọa độ x, giá trị của tọa độ y, làm sao để lấy ra được? Search thử ra nào. Làm thế nào để lấy ra được tọa độ, lấy ra được giá trị của thuộc tính của cái thẻ chúng ta đang có? JavaScript get attribute value. Các bạn search theo cái từ khóa đấy xem có ra không. JavaScript get attribute value. Xem lấy ra cái thuộc tính x, thuộc tính y mà chúng ta viết lúc nãy ra bằng cách nào. Mày ngáp cái gì mày tìm đi nghĩa. JavaScript get attribute value. Đây nó có sẵn đây này. Get attribute. Bằng cái gì cái này, bằng cái gì? E chính là cái thẻ. E chính là cái thẻ được kích, được click vào. Nào, làm nào. Để lấy ra cái giá trị của thuộc tính x ở trong cái thẻ đang được click. Huy. Làm nào để lấy cho tôi cái thuộc tính x của cái thẻ TD đang được click. Đây chính là cái thẻ này, e chính là cái thẻ này. Rồi, bây giờ lấy cho tôi cái thuộc tính x của nó ra.
Đấy tôi thuộc tính x. Đây là thuộc tính này, thuộc tính nó vẽ đây này. Lấy tôi cái thuộc tính x ra ngoài. Đạt lấy thuộc tính x ra ngoài. Đây tài liệu đây, cho luôn tài liệu đấy. Dùng cái này để lấy cái thuộc tính x ra được. Không tìm ai được đâu, chúng nó cũng dốt như ông thôi. Nhanh à? Một thằng không trả lời được, ghi sổ và phải chống 10 cái. Hai thằng không được thì 20 cái. Tôi hỏi đến thằng thứ ba không được là cả ba thằng chống 30 cái. Cứ thế nhân lên. Giao Huy là người đầu tiên trả lời đi thì thoát nợ. Đấy, tài liệu đấy, cung cấp tài liệu đến tận răng rồi. Mấy cái thằng béo béo như thằng Thắng là mình thích cho nó chống đẩy. Chịu không? Chịu thì càng phải trông. Đơn giản, chẳng có gì không làm được cả. E.getAttribute xong rồi viết cái gì ở trong. Đứa nào nhắc? Đứa nào nhắc? Đúng không? Nó tố cáo không? Em không biết là nó nghe của ai, nó bảo em. Đúng không? Rồi, viết chữ x ở trong xem có ra không nhá. E.getAttribute x. Sau đó sẽ console log với x. Console x tìm. Xem có ra không nhá. Có thể ông sẽ được thoát nợ 10 cái. Có vẻ đúng. Ra rồi. Thế thằng nhắc xuống chống 10 cái đi. Nhanh. À, thằng béo. À, được. 10 cái. Ừ. Nếu mà ông cảm thấy không chống được, thằng Huy sẽ chống hộ ông 20 cái. Rồi, tốt. Vỗ tay. Trở lại anh hùng. Anh hùng của lòng Huy. Anh hùng là phải đi với mỹ nhân. Tiếp tục. Thế là chúng ta đã lấy ra được cái giá trị x của cái thẻ đang được kích đúng không? Thế lấy ra trả giá trị cái thuộc tính y thì sao? E.getAttribute y. Thế là lấy được x và y. Rồi. Chuẩn bị sao đến thằng béo ấy. Lần nào tôi cũng hỏi, tôi cũng sẽ sờ đến thằng béo. Chống nó cho nó gầy bớt đi.
vậy chống đến bao giờ gầy, thôi còn 5 buổi nữa cơ mà. Tôi tin là sau 5 buổi ông sẽ gầy được đi một ít. Thì chưa là lấy được tọa độ x, tọa độ y rồi. Nên là làm nào để xác định tất cả các đây rồi, tôi sẽ xác định cho các bạn là tất cả các thẻ có cùng tọa độ theo hàng ngang. Nhưng mà phải trả lời cho tôi là ví dụ tôi lấy ra được cái tọa độ x và tọa độ y của cái thằng cuối cùng này nhá. Được chưa? Thằng này tọa độ là bao nhiêu? Tháng. Thằng này tọa độ là bao nhiêu? Tọa độ là 4 năm. Mày đếm kiểu gì vậy? Thằng Hùng xuống chống đẩy 10 cái, nhanh lên. Nhanh nhá. Bao nhiêu ở hộ tháng? 81. Rồi. Thế làm sao để xác định được tất cả các thẻ nằm trên một hàng ngang ở đây? Có chung cái gì? Thằng này tọa độ là bao nhiêu? 01. Đây là mấy? 01. Tự giác đi. Tôi mượn ông nhắc à? Đây là bao nhiêu? Đây là bao nhiêu? Đây là bao nhiêu? Mấy? Tóm lại cả cái dòng nó chung cái gì? Chung một. Một của x hay của y? Ờ à, đúng rồi. Thế tóm lại là bây giờ làm sao để xác định được? Ví dụ tôi kích vào một cái ô TD bất kỳ, tôi muốn bôi đen tất cả các cái thẻ TD nằm theo hàng ngang của cái thẻ được kích. Dựa vào cái gì? Tọa độ. Chụp xuống chống người cãi nhanh lên. Chụp y. Nghe. Tha tội cho mày mấy lần rồi. Giờ chúng ta xác định được cái thẻ y rồi nhá. À, làm gì ấy? Chống tụt cả quần à? Chúng ta xác định được tọa độ x và tọa độ y rồi. Thì bây giờ để xác định được một hàng ngang thì tôi sẽ tìm tất cả các cái thẻ TD có cùng tọa độ y với nó. Được chưa? Thì bây giờ tôi viết ở đây. Tìm tất cả các thẻ TD có cùng tọa độ y, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ tìm một cách nào. Và list TD là danh sách TD nhá.
nó sẽ bằng document document.get query query selector all. Từ chờ tí. Query selector all đây rồi. Query selector all đóng mở ngoặc. Ở trong này chúng ta làm một cái string đúng không? Một cái string đóng mở ngoặc đây là trong CS là xác định thuộc tính. Xác định thuộc tính y bằng giá trị của idim. Ở đây phải viết như này cho xin lỗi các bạn. Đây y như này. Tọa độ thuộc tính y bằng đô la idim. Sau đó tôi console.log ra cái list td. Bây giờ xem có đúng không? Hay đấy, trò chống đẩy này hay đấy. Mình bắt đầu thấy hiệu quả rồi. À, thằng Huy lại cười. Thầy có vẻ thích chống đẩy. Lớp này tất cả mọi người có thể mỗi người trả lời sai chống 10 cái còn thằng Huy chống gấp 3. Đấy, nhiều năng lượng lắm. Được chưa? Bây giờ test nhá. Kích vào đây một cái. Ôi giời ơi. Document y bằng 1, y not valid. Xin lỗi, đây chúng ta phải thêm cái string này vào ở hai đầu của cái xdim ấy. Chứ nó không nhận, nó không nhận giống CSS là chúng ta viết thẳng giá trị vào nó không nhận. Ở đây là phải hai cái dấu phẩy ở đầu. Thêm hai cái dấu phẩy vào đầu nhá các bạn nhá. Ra chưa? Đúng 8 thẻ không? Ngó cái 1, 2, 3, 4, 5. Đúng một hàng không? Đây nữa. Tôi clear cái này đi. Xuống đây. Đúng một hàng không? Chính xác chưa? Rồi. Bước đầu chúng ta thành công trong việc là xác định tất cả các cái thẻ TD nằm trong một hàng. Một hàng ngang rồi. Ví dụ như tôi bây giờ tôi có cái hình này. Đây, nó có tương đương với như này đúng không? Bây giờ tôi đánh X. Thấy chưa? Đây là O như này. Thấy chưa? Này có thẳng không? Không thẳng đúng không? Này có thẳng không? Không. Vì sao không? Bình thường em chơi là chặn hai đầu. Đây tôi bảo là chỉ có cần liền nó là thắng rồi. Chỉ cần 5 cái liền nó không tính chặn đầu chặn đuôi, tính chặn đầu chặn đuôi xong. Đây có thắng đúng không? Rồi. Thế bây giờ chúng ta làm sao để biết được là nó thắng? Làm sao để biết là nó thắng? 5 cái liền nhau thì thắng đúng không? Cái máy nó biết làm sao được? Nghĩa tôi cách nào để máy nó biết là sẽ có 5 cái thẻ, 5 cái TD có cái chữ X liền nhau. Nếu nó không liền nhau thì phải làm như nào, mà nếu nó liền nhau thì phải làm như nào. Để biết là có 5 thằng liền nhau. Chuẩn bị hỏi đấy nha. Cho 5 phút để suy nghĩ. Bài này chỉ có 5 phút để suy nghĩ thôi. Hãy đặt mình là cái máy. Làm sao để tôi đã xác định được cho các bạn là một dãy hàng ngang này rồi. Giờ làm sao để tôi biết được thuật toán nào để tôi biết được là sẽ có 5 cái thẻ có chứa chữ X liền nhau. Đây là hộp đúng không? Là anh hộp đúng không? Lớp này có mấy hộp nhỉ?
hai hôm thế thì hai hôm trả lời thôi nhá. Đây em biết đây là streaming là chuỗi chuỗi như này mà hôm sau rồi đến lớp trưởng nha. Thì thế đến là rồi năm chữ đích liền nhau. Được. Nghĩ đi, cái này nó mới là phân biệt sự thông minh hay không này. Thank you.
Nào Hùng, làm nào để xác định được 5 thẻ trong cái list TD này? Đây tôi show cho bạn rồi đúng không? Nó có 8 thẻ. Giờ làm sao để biết được 5 thẻ liền nhau có cái chữ X? Núp núp đi. Rồi, một người. Lớp trưởng nào? Trước hết trả lời tôi làm sao để xác định được có bao nhiêu thẻ thẻ TD có chữ X chưa ạ? Xác định được không? Xác định cho tôi xem có bao nhiêu thẻ trong 8 cái thẻ này, trong bằng này thẻ có chữ X, có làm không? Đây, bằng này thẻ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 thẻ này có bao nhiêu thẻ có chữ X đấy? Và có bao nhiêu xuất hiện, chính xác là có bao nhiêu chữ X xuất hiện trong 8 thẻ, có làm không? Bạn thấy nào? Học bên đây trả lời đi. Tôi có list TD nhân tương đương với 8 cái thẻ này rồi. Bây giờ làm sao xác định cho tôi trong 8 cái thẻ này có bao nhiêu thẻ xuất hiện chữ X? Câu này dễ hơn câu của Hùng của dính kia rồi. Làm nào. Cực kỳ dễ luôn. Chắc chắn là để quét qua bằng này cái là phải có bằng for rồi. Chắc chắn là phải có bằng for rồi. Nhưng mà for thì for, nhưng mà bây giờ phải đếm làm sao có bao nhiêu cái chữ X. Đấy là cái khoản. Nào, nhanh lên để hỏi người thứ ba tích tích được khoảng 50 cái chống phát luôn. Có trả lời được không? Rồi không. Ai trả lời được đếm trong 8 cái thẻ của tôi có bao nhiêu thẻ có chữ X? Ai trả lời được nào? Không trả lời được tôi gọi bất kỳ. Mà bất kỳ thì khả năng cộng thêm 10 cái là cao lắm như gì ạ? Bởi vì mọi người 20 cái là không là 60 cái mà. Nào giúp mọi người trả lời đi. Tiến làm nào để tiến được? Đồn một con. Hả? Cái gì? Y bằng tên cho một biến mới bằng x. Đây rồi, viết nhá. Chắc chắn là chúng ta dùng for rồi đúng không? For y bằng 0, y nhỏ hơn list td.len. List td.len. Y nhỏ hơn list td.len này. Rồi giờ sao? List TD ở vị trí thứ Y, nó chính là các cái thẻ TD. Đây, test phát luôn. Đúng chưa? Đúng là các thẻ TD không? Đúng chưa? Rồi, giờ sao nữa? Làm sao để biết trong này có bao nhiêu chữ X? Đó, đọc đi. Quên à? 30 cái. Thầy hôm trước chỉ chống được có 17 cái thôi. Ừ thì biết rồi. Lần 1 là chống được chỉ được có 17 cái thôi. Nào tích tiếp nào Huy ơi. 40 cái rồi. Và 30 cái rồi. Nó nói đúng rồi, đến đây là đúng rồi. Đến đây là đúng rồi này.
Tôi gợi ý cho là cái list TD này nó chính là cái thẻ, các cái thẻ thẻ TD được set. List TD ở vị trí thứ Y này là các cái thẻ TD được set. If rồi, chưa cháy à. If list TD gì nữa? Chấm inner take bằng bằng gì? Tại sao lại bằng x? Bằng tên. Thì sao? Nhanh lên, ông xa sắp thoát rồi. Đến đây là đúng lắm rồi. Tôi thấy đến đây là đúng lắm rồi đấy. Con số lock là mẹ gì vậy? Tôi muốn đếm là sau trong bằng này cái list TD có bao nhiêu cái thẻ chứa chữ x. À, chứa cái chữ được chứa cái tên. Tôi muốn đếm tổng. Tôi muốn đếm tổng. Nhanh lên, thằng này đến đây là sắp xong rồi. Một bước rất nhỏ nữa là xong. Rất nhỏ nữa. Cái thủ thuật tôi rất hay làm. Để gọi thằng Huy xong rồi gom cả lớp trưởng, lớp phó chống đẩy với nhau. Rồi thì vui phải biết. Đang chuẩn bị chết ở thiên đường này. Chết ở thiên đường này. Sắp đến rồi. Huy. Tức là 140 à 120 đúng không? Thằng Tiến làm sắp ra rồi. Đi đúng đường rồi. Thế vậy là bỏ của ông thì ông vẫn phải 120 cái. Đến đây là chuẩn bị xong đến nơi rồi. Mất mạng tôi quan tâm gì? Tôi không dùng mạng đâu. Có trả lời được không? Không à? Nhanh lên, nó sắp ra rồi, tôi thề rồi. Chỉ thêm hai dòng nữa ra. Hai dòng nữa ra. Xong chưa? Để tôi chữa luôn phát này. Tôi giảm cho một nửa, tức là còn 60 cái. Sao? Ờ, được rồi. Nào để ý này. Chúng ta có vòng for để chạy qua từng phần tử một trong mạng, trong cái list TD nhá. Từng cái TD một trong cái hàng ngang kia. Được chưa? Rất đơn giản, tôi có một cái biến đếm ở đây. Và cao bằng 0. Đúng không? Mỗi một lần cái thẻ, cái chữ nằm trong cái thẻ TD được set ấy, nó bằng với cái tên hiện tại, thì tôi sẽ lấy cao cộng cộng lên. Đúng hai dòng không? Xong chưa? Và tiến hành console.log ra cao. Đúng một không? Một này. Bây giờ là hai này. Đúng chưa? Bây giờ tôi tích vào đây nữa, nó ra số mấy? Một. Bằng với tên cơ mà. Tích cái nữa vào đây bằng bao nhiêu? Ba. Chính xác chưa? Đúng chưa? Thôi xuống trống đi chứ gì nữa. Huy Tiến, nhanh lên. Yên tâm, vẫn còn phần để hỏi nữa. Tôi chẳng qua tôi muốn chúng ta chống sớm thì nó đỡ nhiều thôi. Chứ còn phần nữa vẫn còn, phần sau còn khó hơn.
để chống hộ không? Mình là quên phải không? Làm gì cả? Rồi, rồi cái năm gì chép tay vào rồi bắt đầu đi tự đếm lấy hôn cho lớp trưởng chống 10 cái thôi các bạn còn lại thì đã xong rồi ăn gian à ăn gian nhịn lại tiếp tục này các bạn còn lại nghĩ tiếp cho tôi ôi nghĩa các bạn còn lại nghĩ tiếp tôi đến bây giờ tôi mới chỉ đếm được là ở trong cái danh sách hàng A này có bao nhiêu thẻ x thôi có ví dụ như tôi đưa ra là x thì chỉ biết được là trong này có bao nhiêu thẻ x thôi vậy đã đủ thắng chưa bởi vì nếu mà tôi chơi kiểu như này đưa bài toán thực tế luôn 1, 2, 3 rồi đúng không 4 này 5, như này có thắng không? Không. Nhưng mà nó vẫn ra số 5 đây này. Nó phải liền nhau cơ. Bây giờ làm nào để biết nó liền nhau. Cái bài toán, cái code chúng ta đang dùng vẫn đúng. Cái code chúng ta đang dùng vẫn đúng. Bây giờ làm sao để biết nó liền nhau thôi. Thể hiện đi. Thôi được rồi. Được rồi, sao lộ. Lộ. Căn lộ lộ. Rồi. Tiếp tục nào tiếp tục nào làm sao để biết chúng nó liền nhau ví dụ tôi xét cái vòng link cái vòng for của tôi luôn luôn chạy từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không nó luôn luôn chạy theo chiều này luôn luôn là một chiều giờ làm sao để biết là có mấy thằng link nó liền nhau chạy vòng đầu tiên này đây vòng đầu tiên đúng không y bằng không có bằng x không không đúng không cao có cộng vòng không không đúng không bây giờ cao có bằng không vòng thứ hai y bằng một có bằng x không cao cộng không một cao liên tái cao bằng một đúng không đây tôi viết đây cao bằng một đây là xong cái vòng này tiếp theo đến vòng này cao cộng lên không cao bằng hai tiếp theo đây là vòng số 2 rồi nhá vòng số 3 cao có không? Không thì không cộng đúng không? Rồi đây là cao vòng số 4 cao cộng không? 3 và 4 đây là 5 đây là 6 đúng không? 5 như này không đảm bảo liền liền mạch đúng chưa? Bây giờ làm sao để biết nó liền mạch hay không? Nếu lưu ý này tôi thử làm này nhé nếu mà cái thẻ td đang được xét mà không bằng x không bằng cái tơ hiện tại tôi cho cao về không nếu cái tơ cái y tiếp theo nếu mà bằng x tức là bằng cái tơ được xét thì bằng một bằng x tiếp bằng hai bằng không có bằng x không không lại cho về không sao có bằng x không có lại 1, có bằng x không? 2, có bằng x không? 3, có bằng x không? Không. Lại không. Hiểu vấn đề chưa? Nếu mà tôi thay cái này bằng x thì vòng này nó có bằng x không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 và thậm chí là 6. Đến 6, thậm chí là đến 5 này tôi dừng lại luôn, không chạy vòng for này nữa. Đã đảm bảo việc liên tục chưa? Chỉ đơn giản ở đây thêm một cái là L thì cao bằng mấy? Không. Thế là xong. Thế thì chính xác không? Đưa mình vào trở thành cái
các cái thẻ TD là biết ngay. Và trước khi vào đây thì chúng ta sẽ có if cao mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì tiến hành break để nó không chạy nữa, thế đảm bảo liên tục chưa? Được chưa? Xong ở đây rồi sao? If cao mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì return true. Return true thôi. Và return true thôi, vậy thôi. Cái này sẽ còn lại sẽ return false hoặc là không. Chúng ta check cả các trường hợp là đây là theo hàng ngang này. Theo hàng ngang này, rồi theo hàng dọc, theo hàng chéo này, tính sau. Đúng không? Rồi, tiếp tục. Ở trong này, check win thì chúng ta sẽ if cái biến check win này. Check win bằng true. Thì sao? Ở dưới này chúng ta nên, nếu mà không bằng cái này thì return. Return false. Nếu mà không bằng 5 thì return true. Nếu mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì return true. Còn nếu không thì return false. Để đảm bảo luôn luôn có kết quả trả ra. Nếu cái này thì mình sẽ có cái gì? Có gì nhỉ? Có gì? Alert. Alert là chúc mừng bạn đã chiến thắng. Đúng không? Và tiến hành gọi lại cái hàm draw ở trên. Draw
đóng mở ngoặc return false. Thử cái nhá. Thắng nhá. Xong, chơi lại thì được. Đó, có vậy thôi. Tôi đẩy gỗ lên nhá. Đẩy cốt lên đi tháp rồi. Thank you.
Test đi xong chưa? Chưa. Tiếp theo chúng ta làm cho tôi cái check thẳng theo trục đường thẳng. Bây giờ có đường ngang rồi, bây giờ là kiểm tra cho đường thẳng. Xong hàng ngang rồi, đến hàng thẳng. Thắng mà không làm thì sẽ bị dẹp. Biết đường thẳng làm bắt đầu như thế nào không? Để ý này, cái đường thẳng này, đây là check hàng ngang nhé. Nếu check hàng ngang xong mà nó vẫn nhỏ hơn bằng 5 đúng không? Tức là hàng ngang không thỏa mãn. Chính xác chưa? Tức là hàng ngang không thỏa mãn thì bây giờ chúng ta sẽ reset lại. Cao nó bằng 0 để reset lại cao. Đúng nhá? Sau đó chúng ta tiến hành là check theo hàng dọc. Hàng dọc thì lấy bằng những cái thẻ gì? List TD, biến list TD bằng cái gì? List TD lúc này bằng cái gì? Và lại thực hiện lại cái form for này. Hiểu chưa? Làm tôi cái hàng dọc. Trên hàng ngang với hàng dọc thì chỉ còn chiếu được y và chỉ có x, nó dễ. Sẽ được chéo, không có quan. Chỉ mà đã như win được lắm. Thank you.
Đi.